đêm nỗi nhớ em. Nhớ thêm một đêm tình ai, nụ hôn tự nhiên bình yên như đã từng, một cảm giác giống như từng thuộc về nhau. Thật ra là trong lòng anh đang nghĩ đến em, vẫn đang hình dung về điều đó. Là si, là mê, là yêu hay say nắng thôi. Và trong em có nhớ nhung thương tự không? Cứ thế vô tư bình thường, hay ta có thể cho nhau tình thương? Cánh đó có thể đi lại, hay băng cấm con đường một chiều? Tất cả xem như là phiêu hay tương tác nâng lên thành chiều. Tình offline hay online chiều view? Nhớ nhớ thương thương ngừng lại, hay cứ để đó sương sương dài dài? Sáng sáng trưa trưa chiều tối, đi riêng lối hay chung hướng đời? Tất cả xem như cuộc chơi hay tay nắm tay đi ngàn nơi. Tình offline hay online mai mốt? Trong lòng anh đang nghĩ đến em, vẫn đang hình dung về điều đó. Là si, là mê, là yêu hay say nắng thôi. Và trong em có nhớ nhung thương tự không? Cứ thế vô tư bình thường, hay ta có thể cho nhau tình thương? Cánh đó có thể đi lại, hay băng cấm con đường một chiều? Tất cả xem như là phiêu hay tương tác nâng lên thành chiều. Tình offline hay online chiều view? Nhớ nhớ thương thương ngừng lại, hay cứ để đó sương sương dài dài? Sáng sáng trưa trưa chiều tối, đi riêng lối hay chung hướng đời? Tất cả xem như cuộc chơi hay tay nắm tay đi ngàn nơi. Tình offline hay online mai mốt? Tất cả xem như cuộc chơi hay tay nắm tay đi ngàn nơi. Tình offline hay online mãi mãi.